Bà chỉ đẹp xua mai mà chắc phải tê. Bà chỉ đẹp xua bong nơi thằng nào chê. Bà hãy bong xin trì ba ngày nay ọt miên ấy tế bong bồn ấy còn là chạy chạy mùi bong bồn lên bẹp bồn nâng vây đè lụ khôn xanh bàn lực ní khá nhóm miên cạp nhập áo lên tên bẹp bồn nâng đạng khai bảo hìa mùi khai tiết chôn nó không cả bẹp bồn nâng. Bà hơi dừng mình đăng thà cô nè dô bài ní vì là bài nè dô bài ní vì rôn cổ thân nạ rồi có chục chạy ấy à nâng dừng dừng mình toàn đăng từng ọc nế đấy à ní khoan là chì ca son là than riêng luôn hơi dừng có son là than thà vì cổ thân nạ kê có son là than thà kê nâng chục chạy bà chân dừng mình đăng thà rừng nâng vì tàu dặn mạch tì bà hơi dương mình đang thả từ mốc ta côn vô bài rồi bỏ ăn đã chết đến cái tàu dạng mạch và dương bị bạn từ tía và bà vô đào vô bài dương đang ấy đào trấu chục cháy đào bên trấu và ra chơi đôi giờ và tê bọn khá đại dân mà đặt mì pro cho rộng hay bọn ôn dương bê khá dương và chăng đại lục hôn san tay để lược lao ông ơi để khơi mà tệ bị chia bỏ rót lược lao ông pi rừng ấy mùi nước tay tay chọn từ lược crom và chăng khi ông toàn đăng thà cả nạp bạc và chăng để dùng đây cả nạp bạc và chăng nước miền đây tham mấy chứ để bộ lục hôn san còn tay để lược lao cái này thà ơi để khơi nhà na cái đó ơi để lược để dây mau mình trâu nâng chặt bọc luôn rồi có và chăng pi cũng nứt bọc luôn tay tay cất thà chỉ cả nạp bạc và chăng anh ấy mình đang thạc quạt ở riêng khu phê tâu mình vô làm mình anh ấy cái nạp bạc nó miền này thả mấy chứ nè rứa con là bị chia bọt giấy co chia cái nạp bạc rứa co ra chân na sầm pon này cái nạp bạc nẹt na để ai chặt tâu chia cái nạp bạc to là nẹt miền ra chân na sầm pon rứa co miền nẹt chấm mồ nó không bình chi cái nạp bạc na miền ấy trầm tâu ấy chừng tâu là nó dừng hào thà bờ dương vậy vì cái nạp bạc khi mà đăng thà cái vô ấy mà vua hay thà về để phải chưa bớt ấy vậy ấy mới cái thà tao cho tao thấy chỉ cái nạp bạc nhưng mà đăng thà cái vô ấy mà cho thà chỉ cái nạp bạc mà thà phải chưa bớt sao mánh còn lực là ông pì còn vò hay là về kê vô mà giấy cái thà phụ cái nạp bạc phải chằng nhớ ăn vô đấy là chúng nó nâng ta cái vô nàng nàng ấy để mà dây thà mà nẹ nâng chỉ cái nạp bạc phải chằng đôi chị ca cái đôi thà phải chia bỏ rót quật bị quật khăng sừng qua ấy quật chì bộ bộ quả lui bộ áp đặt ca bộ ạ đây để bóp đây để chan ấy chân tàu rồi quật chì hôn sen quật chì hôn mà nách có đặt thà chỉ cần nặng bạc phải chăng này khá thao thảo bộ cần nặng bạc phải chăng nâng khuyên sơ là thò hay khi ông trong đang thật ta cả nạ bạ nâng bóng ôn à đang chui vô phóng của ta ta cả nạ bạ nâng kì chắc thả mấy hào thả cả nạ bạ và rứa con thả nhạc để con trô có chắc tục không cả nạ bạ rứa có phải chưa bỏ rốt xà mánh thì dây tôi bị rốt thả bá có chưa cả nạ bạ cả nên chui vô là khi ông đôi chưa bỏ bạ vô là vì bạ vô là mà đang thả rứa có to là lục và thiên xa mình si lục cầm sạc kha lục anh chỉ yên lục mua sụp xây mua sụp hô ở xây mua hô ở lâu còn sừng công gì vậy bà chứ nhẹ na lòng ri ấy chẳng rưng có cái chặt tục bộ nâng chia cả nạp hạ dây máu ta không niêm cả nạp bạc rưng có chẳng mạch ở nâng dòng bìa bộ bạ vô lấy rồi về không và tê dưỡng xây có cả nạp bạc xây có cả nạp bạc nữa nè ờ chia bộ rốt dây xong đá có cả nạp bạc ở này na dây máu ờ đó là khá dưỡng bây giờ dây pi mà thằng lược trường hôn sen hay dưỡng chặt tôi cả nạp bạc đây được rằng mạch mà ông mà thằng phải chia bộ rọt nhẹ khoảng trâu hôn sen thì dây pi lược trường hôn sen rồi có cả nạp bạc đây khi nhau mà đăng thà quay để hao thà cả nạp bạc nó ở vì miền cầu đầu mà cho bà thảo này nè to là dây bẹp đi ạ to là tranh mò đây thay tha rồi miền lê lẹ so đầm nang miên tra miên ấy vay tranh máu bạn thà đôi thà dừng đôi thà tranh cái đây thành cả đôi thà đôi chì bận đan dụ chân sọc cỏ quát tranh dịch đây thành cả màu
miền tra pi bật thiên pi ai mau thả trên dưới đây khai thác nông niêm dụ chuẩn sực cỏ cho là na dụ chuẩn sực cỏ anh nói mày việc việc cô thả bật chuyện thả chỉ cần nạp bạc rồi có mà thả cần nạp bạc sông cua chết trên dưới đây khai cả miền tra miền ấy trên mò mà lỗ anh nói mà như thả sầm đây chỉ cần nạp bạc mà anh nói việc toàn vô là nâng bà chân sông ao lục hôn sai nâng xong ao giờ dừng dây ấy ở việc chạy ở ba thà cả nạp bạn đến kiểu râu ấy bàn hao cả nạp bạn na hơi pu à bạch chang bà dây là pu à bạch chang pu à chơi lì dôm pu à bạch chiệt bà khiêm trang ao lục hôn sai lục hôn mà này đến quạt môn đồng miên và xả máu quạt tàu miên thì đây thay thô thà ta à bạch chiệt nâng để cho phải chia bỏ ruột xả manh thà bạch chiệt quất trầu yộc đồng nam nang tha ai từ lơ ấy pho tang từ lơ ấy thà các bát chiết đừng các bát chiết đừng các bát rừng ấy mà ở chuyện lẽ tha hay thì dùng đây thà các bát chiết đừng miên đây thả mạch cua ta pê lại pra à pịa nâng từ lơ bộc cô nam mà nẹt cua ta bọ sai ở chỗ ba tha kê các bát chiết đừng các bát rẻng mạch à, hà hay thì dùng đây thì các bát chiết đừng vừa là mạch và công cha ta dừng dương nay chi này vô làm tây đất non và tây san sài năm bàn tay dây ẩn miệng đằng đằng từ ẩn đằng làm bón đó na dương che tận dây pat na pat này hay bờ tha hôn sai là ngôn khao dương tư ở hôn mà nát quan thì dây ở vì miên xong chỉ mình đất đó na mà ở xong chỉ mình đất ở vì tha ở vì xong phía phải nô từ riêng cao và tê còn tha cái hao ta về để dương từ riêng ban từ riêng cao và tê hơi đó là dây mình đăng ba lần người tôi khi miên phải chưa vào rót dây mình đăng ba lần người tôi ảnh đứng vì chỉ đứng thò mặt đa tê bố phải chưa vào rót có ban riêng sốt trẻ đăng khai chưa mình đất rưu cót mình miên cót mình men chỉ thân lại đặng đoan tê còn ta con là chưa phải chưa vào rót xà mạnh chân can dây bọc quát tụi bay khó trâu khó trâu cái đây mình trâu cái đây có miên này na kê tự vô tục bay ấy quát này kê chặt tụng tha cập rất quát ban tập phần nâng cũng rất quan riêng ban phần nâng còn dây ban phần nâng phần tay dương à dương này dương chia này vô hợp tay dương riêng bản đất hơi dương này dây phía xa phải chia bỏ rót con là phải chia bỏ rót sai tha á phơ ba tật cắm xong phơ ba tật cắm đầm bấy oi rót tha thì bà à nâng bị sầm rung bọc chia bỏ rót đó nè phần tay khi nhóm bạn hào đi nhưng hào đọc bọc bọt hôn mà nay phù hợp bọt nước việt mình lao đời xa cả bọt cho nó phần tay bởi dừng giấy bịa của xóm dừng giấy bịa của xóm tha sân áo xóm ở rốt tha bị ba đó luôn tranh pi cầm rồ bê đè con đã sầm ná ở bọt bỏ rốt xóm thơ ba tài cam phần nâng thầy xa bạc đạm màu bánh tha bởi chưa bỏ rốt nâng chồng đùa rồn lống rốt tha bị ba nhưng mơ mơ việc tôi bị khâu pi ảo vay để cô mầm non rồi bao dù bị chôn sái nhớ vì tao chưa bị dụ bị chuột đứng tàu ca tàu chọn mò tha chịu bắt phần pong đua đua rầm lốm rồi tha bị bà nhưng mà việc khóc tôi gặp bị à cô bầm non rồi bao bị chưa bỏ rót để còn dây bị đau ốm mà để còn phải cá mà nè chẳng vì ăn miên sầm hạt sầm phal hơi dưng thà ọp đua chặt bộ quạt lười thà chặt bỏ màn đọc bộ má nè là bộ mùi nè hay mà lâu nữa mà tôi là lâu mà đừng bộ má này khi mà bạn mở tù lê chạy lẽ nè chân bê để dân tranh bắt chọt mùi để che thật thá dân che tên thì dây không niêm dương chỉ nè đặc loa bật tê vì ọt xăm ọt xăm rung to là sao không niêm dương chỉ nè đặc loa bật tê bà tù bay chỉ biện năng à biện na cả đôi để tranh mau vì cả nặng bạc mình men đặc non mà tê vì nấu cũng rất mình sâu thôn thôn ngối bố kê mình men chỉ nhận đặc non mà tê hay ca vay và ha đôi mà tê kê xem xế ạ đôi cái nạn bạc và trang nào mà tê xem xế cái đó kì vay cái nạn bạc và trang kì vay rồi tha bị ba khăng chiêng rồi tha bị ba vay cái nạn bạc và trang bố ấy hơi kì vay bờ sân chỉ cái nạn bạc và trang vay cũng rất tha ở lâu dương tha ở lâu vùng buồn cái nạn bạc bạc trang vay khó đắp cái nạn bạc bạc trang vay khó khó pì người ta khó pì vấn đề cái nạn bạc can làm nái chứ mình ai đắp bị dây khó pì bán đi khó nhiều bố nè đôi dương bia ban đôi dương
ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់មន្ត្រីរាជការឬក៏គេហៅថាអ្នកធំអីណាបើយើងនិយាយខុសគឺយើងអត់មានទោសទេបើមានទោសក៏តិចបំផុតដែរប៉ុន្តែឧបមាថាខ្ញុំនិយាយទៅប្រជាអឺអឺឧបមាថាខ្ញុំនិយាយទៅពួកអាមេដឹកនាំថាឧបមាថានិយាយថាពួកអាពុកអលួយឧទាហរណ៍ណាហើយសັບ ដល់ពួកអាអ្នកធំហ្នឹងវាញ៉ៃមកយើងវិញថាអាពុកអលួយពាក្យដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសួរថាពេលដែលកម្រិតនៃទោសកម្រិតនៃទោសគឺប្រជាពលរដ្ឋមានទោសស្រាលជាងស្រាលជាងអ្នកដឹកនាំដូចថាប៉ូលីសឬក៏អ្នកធំអ្នករៀនចេះដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេចែកដាច់គេអត់មានយើងចេះ ក្នុងនាមយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចនិយាយប៉ះណាប៉ះណីបានទេមុននឹងនិយាយគេមានកម្រិតឲ្យនិយាយបាទអត់អាចនិយាយបានទៅប្រទេសទៅប្រទេសទេព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយអមថាអឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋស្រែកអមថាពាក្យដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ស្រែកថា យើងនាំគ្នាទៅដុតការ៉ាសាំងឬក៏យើងនាំគ្នាទៅដុតផ្ទះពួកអាអ្នកធំទាំងអស់អានោះប្រជារដ្ឋស្រែកអញ្ចឹងតែបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រែកទេថាយើងនាំគ្នាទៅដុតផ្ទះប្រជារដ្ឋឬក៏ដុតផ្ទះអ្នកណាមួយប្រើសម្ដីដូចប្រជារដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានទោសធ្ងន់គុណនឹងដប់ដងជាងប្រជារដ្ឋសាមញ្ញគេឃើញ ដប20ដងគុនទោសខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងសម្ដីដូចគ្នាបាទប្រើពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទោសស្រាលបំផុតតែសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានទោសធ្ងន់ណាស់ពួកការនិយាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងរាជរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយប៉ុណ្ណឹងទះឆែបាត់តែបើប្រជាពលរដ្ឋនិយាយប៉ុណ្ណឹងណា គឺអត់មានអីទាំងអស់អត់មានអីទៅឆេះទៀះណាទេបើគាត់ស្រែកហ្នឹងគាត់មិនដុតខ្លួនឯងមានណាគេទៅដុតទេបាទគេមិនអាចស្ដាប់គាត់បានទេគាត់គេមិនអាចស្ដាប់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងសុំកឹកឲ្យបានច្បាស់ណាដូចថាយ៉ាតភិរមវៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតជេប្រមាថលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចជេប្រមាថខ្ញុំបានទេលោកហ៊ុនម៉ាណែត គេអាចរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាំងៗតែហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងៗបាននេះនិយាយឃើញយីខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាជើងទាំងពីរនៅអូកូនហ្នឹងណាមុននិយាយអីសូមមេត្តាគិតផងណាយកខួរក្បាលបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅគិតឲ្យមែនទែនថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយក្នុងដំណែងអីតែបើចង់ជេរដោយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអត់បញ្ហាទេចោះមកឲ្យធ្វើ ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅហើយអង្គុយជេរគេទៅណាទៅអង្គុយជេរទៅគ្មានអ្នកណាគេឈឺក្បាលជាមួយទេណាបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតជាបុគ្គលសាមញ្ញជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយទៅជេរថាអូអោយទៅជេរអ្នកណាចុះអោយទៅជេរអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាអោយជេរអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យចុះគេអត់ឈឺក្បាលទេ គេអត់មានឋានៈទៅដល់ចាប់ចងដាក់គុកច្បាក់អីណាដល់ឋានៈអ្នកខ្លះណានៅប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនគេខឹងធានាធិបតេយ្យគេជេរប្រមាថគេដុតរូបគេជេរប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងគេមិនដែលទៅយល់ទោសពីដល់ទេអានឹងគេហៅកម្រិតកម្រិតនៃការចេះដឹងណាកម្រិតនៃការយល់ដឹងកម្រិតនៃការឋានៈតើយើងគួរទៅតបតទេយើងមើលហ៊ុនសែនណា គាត់ដឹកនាំ30 ឆ្នាំតែគាត់ចូលទៅឆ្លោះជាមួយនឹងក្មេងដែលលេងទេលេក្រាមយើងមើលមើលតើវាសមរម្យអត់វាអត់សមទេក្នុងដំណែងខ្លួនឯងប្រពន្ធមេឃប្រពន្ធដីហើយទៅចូលឆ្លោះជាមួយក្មេងវាអត់សមហើយយើងឃើញទេគ្រាន់តែរឿងក្មេងបង្ហោះតាម Facebook ណាធ្វើបាតកម្មប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតយកកម្លាំងទៅបាញ់រុយពេញទឹកពេញដីទៅបាញ់មូសពេញទឹកពេញដីបាទ
Dương xưa ta chấm nánh ấy. Chấm nánh ấy đó bên bà tê càm chia bê đài hôn xa anh thương chẳng. Bà sân khăn ông cả này. Bà chia bà rốt xong thơ bà tà càm ta bài bọt bà chia tà bà tay. Rốt bọp rư cò rốt tha bị bá mà bà chia tà bà tay vì rốt tha bị bá này. Rốt tha bà nâng miên cắt tà bà kịch mùi giang cốt. Cứ cà bia xong thì sốc ai khăn bà tà cò. Cứ bánh năng cốt xâm rùl phân đó là bà ta có cà bia cài lưu miên chân tư bằng co chả la chó là đó là bà ta có phụ ôi miên cổ thân nặng ấy xin xin nâng ạ à nâng ạ bạn kể hào tha ca đực nôm bài bọt bà chia thập bà tay ná hay đó bê lục hồn xên đi dụ rộn trầy bà chạc chương tương pin âu cô ní. Quát sài lồn lồn tha bà tế miên bà chia tha bà tay. Bà tế càng bà chia nâng miên bà chia tha bà tay. Ná quát tha cầm chăng bà đùa rồn lồn kháu bì kà bọ chân nào. Quát sài chăng. Quát sốt từ sợ đây bà chia tha bà tay. Vân tay. Dừng mơ quát. Ta quát ạ nó vọt nâng tam bài bắt bà chia tha bà tay ạ. Đôi thầm mây nè. Cả nạ bà. Cầm lăng chiết nào xong tì liên bà chia thập tay đâm bay thua sả mạch rứa gọi đâm bay chuộc chung tì liên thập chia thập tay miền này thầm mạch cứ chỉ tì liên đầy thua lớn đâm bay ai bà chia bà rốt tao bà chanh mà tế vô cả lấy nâng cứ chờ cả lấy bà tha tì liên bà chia thập tay bà này thầm mạch bà này tha nẹ ná có ai tao cả lấy nâng bà này. Tôi chụp chung cái lãnh nâng bàn đấy. Đói chung đồng nâng tư. Sẽ là cọng. À nâng tạm bài bọt bà chia thập tay. Ở bài xong chấp hát tì. Còn tại chung đồng nâng tư sẽ là cọng tha. Khi nhóm. Hát ấy mang kì chăm bài chung đồng nâng mong ồn. Đói xa cái lưu miên nẹp xên. Chỉ tàu tao bị chôn thay ngay khá nè. Chẳng. Kế ở chăm bài xong chấp hát tì. Bà bố chấp hát bì miên ơi. Bắp xong đây mà tệ. Tam rốt thò mà nói những vì miền sạch ta hời. Nhưng ở trăm bạch xong tệ. Cả nà bị chia bỏ rốt trong từ chụp chung. Nơi từng lấy từ liên từ chia thập tay nâng con tế. Đã lì khách mùi tàu xả lá khóng. Chú nằm nâng tàu xả lá khóng thạc nhóm xong. Tì liên bị chia thập tay xong rạp thằng ngày ấy thằng ngày sau. Tì bà bánh này bà bánh này. Bị mau bánh này đau mau bánh này. Hồi. Nông. Chẳng lo, khăn ông chẳng lo mà nu. Chạp bì bà bàn mơn nè. Đưa cả bà bàn bòn nè. Rồi hốt đó bà này ấy miên tu lết. Ôi. Vì mình bà cắt mà rồi phía rối. Tân tái vì bà hèl bà hèl. Vì bà hạ bà hèl bố dưng. Đăng thì chụp chốm vì mình đang ai cầm nọt tha. Mà bòn nè ruộp tâu mà bòn nè cốt thế. Nà rưu cả mà mơn nè cốt thế. Chẳng kê đạ chẳng lo. Ui đó hoa thà kê trâu ca. Cả nạp bạc mùi kì đăng thà cầm lăng mau bì ní kì chặt tam khai tam ấy thà tẩu mau bà man ấy nó kì chặt cháy nhá chẳng kì xa rộp tớ thà ô bà man thà bây mơn nhá để tẩu mau chuộp chôm thằng ngày nâng chẳng kì ai tàn xê lì khách nâng thà chạp bà hai ở mần nu bà hai chìa bây mơn tẩu bây mơn bà ràm bòn nhá chẳng khăn ông chẳng lo nâng bà sân chìa. Bị bây mơn, tao bây mơn pram pon, hay mơn sạp tao lơ. Bây mơn pram pon mà nẹ, hay sạp tao rùa rứa. À nó còn cá đấy bố kê, mình ai cũng nọt bàn tì. À nó bởi dương dây ta bị ca bẩn chanh mà tệ. Bắn tay còn là kê mùa lá đấy màn kê đăng, kê trong đăng tù lệch. Nâng thà bố kê sửa cọp cọp kê sửa ca phía xoan thì sọc aoi. Nà bà xanh chìa thà ô, mà nụ chá ra ơn rồi hộp tao đò rộp liệt nhé. À nó có tao bà cầm lăng ca phía xoan thì sọc chá ra này. Chẳng vì con là phần năng ấy. Bà vì ớt miên ấy thôn ngô đó thân ạ chăm bạch. Xong chắc bạc. Nó hơi thở la krong nâng mình ạ để nhát ôi á. Nâng vì mình mến chìa ca. Ca thua tam bạch bọt để chìa thập tay tì. Bà ca sức mà chênh mặt tế. Tầng ớt miên miên sức nông ca. Bà chênh mặt tế nó ở vấy đai khuôn mình bánh chất. Nó khuôn đai khuôn mình còm trổ. Bà hơi vì mình mến chìa. Có bọt chìa ấy thế. Bà khi nhóm mơ khơi thà áo vây cả cho ta có bạch chiệt áo vây có thà nhu nhung
chăng bắt đầu rầm lùm vì ớt vô tha à bịa bắt đầu rầm lùm nước vì tranh mau bị nà bờ sân chia nè bờ sân chia cầm dụ chôn từng ao nâng quạt sai tha dương nom khnì tàu đua hôn sàn ở thề bị ẩm nát chả nước vì xong nó bị xong tháo cho bậc căn tha ai cho bậc căn lời miên phật tang bắt đầu rầm lùm ấy tranh bị muộn tranh bị muộn nâng chuyện liệt tiệt na ông mà tha nẹt đèl bạc ca tôi thưa bà tạ cam nước tàu miên nằm nàng muối ơi na hơi rót tha bị bá kỳ tàu tàu kỳ tàu tại nị dây chỉ muối nằm nàng à nẹt đặt nón thưa bà tạ cam mà thưa bà tạ cam tàu miên đặt nẹt đặt nón mà mình ai tha tự đặt nón tại ai bá nè đó là miên nẹt đặt nón thưa bà tạ cam hơi nẹt đặt nón thưa bà tạ cam nữa à chỉ nẹt đèl nị dây chỉ muối nắng sở lạc trong rồi dây chỉ mua ra tha thì ba tha dương tàu hiên tình nia là dương hiên bạc ca tha dương tàu thưa ba tạ cám cứ tìm tia đầm bay oi đó luôn tranh pì CLV định thực là nó nhà nó cũng việc biểu miền địa là sói nhẹ này vô bay nhẹ phải chia tập tay kì kì để dây ấy cứ bàn loa là đôi xã rộm đấy chẳng xã rộm đấy mình sâu dây sao nè tại giấy cái thơ mỏng bà cái ọt miền từng giấy hạ ọt thơ đi tại giấy cái thơ mỏng bà chân cái chuyện lệ cho bà lô hà bà mến chè từng giấy bát na bát này miền đấng cho lấy hay chè thật sai chê kê chê ai bát na bát này điêu hay đó bê kê điêu vinh thà khăn kì thà kì nước bà bì ạ sở rô ấy chè cho vấn tế bê là khuôn ai từ thơ bạp kê ọt đây kết thà khuôn ai đứng chì mà nu ạ mà nu sửa thoa ạ dô thì thoa mà nu để chan rồi còn mình đâu cái hào khmien cầm sờ là thôi thì nè tùm vơ à cọ vì lơ pi à ca sầm đầy thì sầm đấy dương thà dây thà dương dây thà hôn sen chia mình đâu chẳng rầy mà thà dương dây chẳng cho phải xa chẳng cho vấn tài tùm vơ hôn sen thơ tạ đạ lơ pi chia bỏ rón nó việc thôn thôi chứ à pịa dương dây mà mặt nắng vì mình thôn thôi thì té bờ hôn sen quát tàu vào bực to, quát tàu chu đây bị chia bờ rót, quát tàu đánh bị chia bờ rót tranh pi lùm nâu than, nè, quát tàu đập đẹp cái chu đẹp cái nó ăn nắng xua thà, sa là thoa nâu tận nà, cầm sa là thoa nâu tận nà, bây giờ dương tàu lùm pin lùm lô cái nó, và chân dương tàu trái ở chợ ba, nó ngay khi ông còn là phần năng ai nhá, chống chưa chuyện thà, pan hà nơi bờ tây cam bị chia vì mình chập tập phần năng tê còn tay hôn sáng còn mình chăng ao miên sầm biết ăn rạ chiết khăng chẳng hay còn tục ao chân cầm ao sâu màu khơi thà bị sạc cam mặc phìp chỉ môi đường hôn sáng vận tay phìp bất cứ tầm nẹt tầm nôn chân chỉ môi hôn sáng lâu tới đặt sẵn là muộn chẳng ngày bà vận tay nói xa hôn sáng mình chăng ao ăn rạ chiết mưa lâu không cả lạ thì sạ nắng bố cả lạ thì sạ nắng cô chùm hô chân còn mình toàn rừng mòm cô chùm hô hôn sáng còn mình toàn rừng mòm và tê cam và chia còn toàn rừng mòm chân tàu ca bằng hơm đọ bị on là chiệt khla và chân hai bàn hôn sáng thưa là bệnh nâng nát còn ao thư chi đôi chia ca chị bệ đứng thư chi cầm hôn không ai khla chân khla ấy đứng chia là bệnh co là hôn sáng tê và khmien không ai khmien ấy là đây cứ chân tầng ngọt nâng và chân ấy dừng khơi còn khơi ca thư spin nó cảnh chân này và hơi mùa hết ấy ban chia hôn sen tàu ca lôi chân mà thơ spin nè tìm mũi hôn sen tàu ca lôi đằng bay vô mọc đọ đằng hàm ở miền đằng hàm đọ to từ tiệt phủ cana mình miền cầm chay vì chân hôn sen mình ai vô lôi nước từ thơ phục lôi mình ai vô lôi nước từ pra nâu xin xin bà này chẳng ngồi từ hà thái chích phê nâng mà pon phẩm phơ rồi liên và cứ mình ai chích đọ ọc bần nâng đi mà dừng đăng ai tham dặn dạng hồi nãy có bật bẹt cả đá này và bật bẹt cả đá này chân hôn sen từ từ miền nâng hay miền nâng nâng hôn chân nâng lôi từ hôn sen phong chân có sợ bài chân đây của cả na thôi chân tôi chân cứ can thể miền ất thì pol khang từ bờ tây cam bờ chia miền ất thì pol khang từ bờ tây liêu miền ất thì pol khang từ bờ tây phú mỹ chân nhưng mưa mưa sai bờ tuột hay bờ tây chân thấm mong muốn cứ làm đạp lịch bay nó lên phục lốt và mình toa pi giống mưa khơi nhà lịch buồn và lịch buồn và miền rô si miền
Canada miền Amrit hay miền Trần bà chân và tế bay buồn nó cứ thông thông à bà thông thông à chân dân mơ mơ bị nó khẳng nó cho áp rộng đàn dùn ở thịa tàu khẳng nó cho áp rộng đàn phùm hìa chân chung với nhảy chân áp lơ cắt màu trọ chân bị bà tế phùm hìa máu chô liếu chô không mày chân hãy bàn chê hôn sáng còn lực chồng nói bèm hìa nó nghe đại to cho áp bị bà tế liếu máu bà tế Campuchia tam rồi dạ ca thua spiên chlong nâng à bà đầm bay đất tùm nânh như có miên bánh hà ấy cứ à chả ron nâng vì to chuộp khí nha sruol tiang à ca tiang plâu tức plâu cốt tầng ơ bật đây bọn con thà vì là ơ đấy bởi dừng dây thà cho thơ spiên nâng dạt rôm ai tầng dây bà chàng ấy thua spiên nâng bà giao khmai dưới nâng bà vì mình chỉ ạc rõ ấy tế bởi dương thư spiên đòi tầm là phiếp rồi gọi dương thư đòi mình cả nà bỏ dương vô lấy cả nà dương vô lôi kê mà thư cả nà kê nè thư chẳng kê miên ạ thịp bồ lấy hướng đăng ai kê miên ạ thịp bồ chẳng à vay để dương chăng bán dương ạ chăng bán chăng tì dương chăng bán ạ vì vọt đòi tầm là phiếp dương chăng miên xâm quan là phiếp chỉ mùi đương thịt hộp lộ dương ạ chăng miên xâm quan là phiếp tè bà bàn bà tê tì bà chân lô khôn sáng quạt đằng thà rồi bọp bà tế Campuchia rồi bọp quạt nâng đua bán lưu na tại bờ sân chỉ quạt mình trâu chỉ mùi thay quạt mình trâu chỉ mùi duôn quạt mình trâu chỉ mùi láo à nâng rồi bọp quạt ai đua bán nghe bàn tay bà quạt dốt bà tế tần nâng tần ọt nâng tròn đầm bay tròn khi nâng tầm bay tầm áo đó ọt miên này nà lụ loan bà tế này nà bán chấn là bọc đại ca vì nghi xua lưng để xa ẩm này to tiết à lâu đi chừng khơi vô tự xa nó phải thấy cả rôn nó cực nặng khăn này tạm cho mớ nè ủa dừng khơi tha dừng rồi bị lục này vô đoàn trầy thay tàu bàn tàu la ca đỏ nâng bọn ôn dừng khá quả tha khơi để vô đoàn trầy thay nâng thì chun bạch ca tư này vô đoàn trầy thăm mây để lao vào chùm nua kê nâng bọn ôn anh chị xa rồi vô xin na rồi vô rồi bọn thạc xin tì bà đi vô rằm trầy đại lăng chùm nua con thạc xin bà man phải tung chất mà chân nắm nè được đau mà chân nắm bóng lắm bọn là tập lăng bàn chùm mùi ở mà sử dụng mà này đến ở lâu ní quạt tập bàn tà la ca đó anh ấy còn như chị xin na rồi vô tì hơi thạc xin có pra quát mở dịa đài kìm chư dịa tha ai quát lao mô chi nè dô rõm trái nâng quán tay mở dịa tì có ba mà xin nào lơ ta cô thạc xin trên đại đất nôm nở đài nâng chân kê nì dây khi nì hỏi xa cháu môn nâng ai mà nẹ nâng tàu căn ẩm nay chi nì dô rõm trái cứ kê ba nì dây hỏi xa cháu bà tha khăn nông đầm na đo bà na ấy bà na tàu cho mô vinh hơi vì thi cho bà dương ai cho đòi anh ấy vì ở mư bà vì mình xong hết xong phân chẳng thì thư mách ao vì xong hết xong phân nà đòi xa ấy thì thư chìa quạt nâng từ dột nẹ tô ấy một căn thua kì ca được không chua ra thay ba lấy tâu ai đừng đại ta thư đòi là vô đoàn tây mình đừng thà nâng bập kì mình ăn nhát và anh chẳng anh ấy còn tay chi sản này vô tì hơi mũi tiết để cho mơ khơi thà scenario rồi bỏ thạc xin còn ở lên nhà các bạch môn tì còn ở lên nhà các bạch bạch trang cho mùi sẽ đạch tì vì môn những đáng ai thà này thạc xin bên ông kháng á và chân ở việc thơ ai rủng cơ đau lòng này sẽ đạch và chân ai cô bùm non ai nâng rủng liên sẽ đạch rồi có ai bằng sạp ảnh thịt bồn sẽ đạch ấy nâng cứ thạc xin bì môn cư miên mà hãy chỉ tàn chân bằng tay rồi bì bàn phơ máu viên bà ra chê viên bà ra chê chỉ cho ra đo chẳng cái tàu đô cho ta xa với nhầy đô cho ta xa mệnh đô cho ta xa đô cho hôn sàn hôn sàn còn pra mạch xam cọc nâng cứ dốt phía mạc sát vô mà thơ khèl vô mà thơ chân non chẳng thạ xin nâng pra cọc bạch nâng đôi khi mà bồn thạ xin mình ách pra cọc bạch đôi dụ vụ chuẩn nê nhưng khớ nhá dụ vụ chuẩn chân nha chân non bật mến tại ọt bàn ca nằm này tì nhưng khớ nhá đòi xa dụ vụ chuẩn quát pra à nè dô bay đó ông này bị sạch nó nghe để thưa ai buộc mình trai kẹt kẹt nhé môi chùm nuôn để miên lôi miên ông này chẳng cứ kê ọt sạch chất
cái nào hôm nay sẽ đánh bộ kế bị bạc nó câu bộ kế đừng bị bạc hay bộ kế miệng miền sọc đóm bị bạc chẳng bộ kế đừng rốt bị thi sắc cướp bạc giang thằng oh mình ơi cái nào bạc chụp từ một nâng cao nằm này bạch hạt chẳng thạ xin đăng cô nội dụ bài chữ bạc thạ bờ sân thì thường chẳng thạ xin co bị bạc nâng chô trương to từ tiết đây tụi bây điện ai lao máu cầu rót bạc hạt tầm lẹ hố đằng bà gồm tha lời lục phi tha nắng lục sê tha chung một quạt sê tha đấy bà khi nhóm plek mơ à chung một quạt ở bình đó bà tụi bây chỉ con say thạ xin tụi bây trao chung bây chỉ tụi chỉ luôn chỉ liên lao mà bằng bàn nào đói có tàu tè rót bạc hạt tầm lẹ đấy bố ẩm nát con tốt nổi lơ sạch chẳng thạ xin đô cho được sạch thua đôi hôn sàn bà thua đôi hôn sàn cứ trâu tai dốt đạch những mà thua chỉ nón đầm bay tận đau ẩm nai tận đầm bay từ vô ẩm nai chẳng mưu tại mặt đỏ bà anh đang cứ vô từ sạt mấy bạch mày bà để khi mưa khơi tha và tay thay nâng và tay máy cầm bông tay chặt đạch trên lên nhà là bay như ngay bà lên nhà là bay vô đạch thì chỉ non vĩnh bà chọc từ từ thưa cho vô bay đầm bay bẩn sáp anh thì bông đạch chứ bà dương 300 thưa cô vô bay chứng thì bà thưa mấy đầm bay từ bình thoại anh thì pull sạch bán từ dốc đầm nay cầm pull cầm pull xem xem từ tinh nhé rưỡi co bình chôl nhẹ để con tro luôn nâng từ cầm nay cầm pull rồi bọc con to rồi vậy đứng với chắp bắt thấy bao bốn nã đôi hôn sen chân nhá hôn sen con cái đập cầm nay bán từng mua lớn cứ con chắp bán à đôi chia con trăng từ cái đầu sạch con trăng từ cầm cầm sạch con vô tay cầm rót thầm nó cầm cái hào ấy cầm rót cầm ấy bềm hạt sạt đó nè thì cầm bạc sa bềm hạt sạt đấy từ vô ta đầm nay những phần trôi mình đi tàu không năng tàu cho bạch hay cầm cầm sạch bàn mà đấy miền ấy đi nã mà thà bầm nè phần trôi mình đi quạt tàu tàu bay nè mất cho bạch nâng cao bạch đấy miền ấy cả ra một quạt đôi chặt cho chụp nhỉ từ ấy tiệt từ xem xem cà phê chiết con dốt ta nè cầm pu bắt to to phần man nâng từ ơi chẳng áp xe chứ tàu tam nâng sala riên có thể chấp có thể tinh các bạn này dọa mùi máu có tiệp anh này dọa sala mùi máu chập phải kêu xem xem miền thơ ấy chảnh như là thơ ấy mùi riêng khó bẩn chía này dọa sala nâng đỏ và đành đỡ chập bạn đây cả xuống nó chia chẳng ấy thôi nhé chẳng ả ra chẳng na sầm phòn nó cứ bị thời chẳng chẳng cùng rôn mà thạ xin cứ thường chẳng ngày mà buồn cứ tàu ta vô nó thì tăng tàu ta vẫn chôn tàu ta rùa bị thi xác bằng sáp đòi nghi nghi bằng sáp đòi xua hơi không lương từ cao đôi hôn sàn chứ nào ô bèm hạc sạch cứ chia ti cổ rốt mình ai nhảy na bạc bò bàn lời ấy chẳng tàu chẳng là tàu đâu hả bằng thay nó lừa chịch chó chạy cho hôn sàn chẳng ôi sẽ nghe chẳng ôi tàu ná cứ sạch tàu còn và chẳng mình bạch thà à bịa thà bệnh chía hơi nâng à bịa để chung oi thứ tám như mưa mới tôi bong ôn dưỡng cho phần thì kia chẳng cho phần thì kia bên nó cao hơn sang thời gian tranh gì có ăn nạp tí còn ăn prom cho chồ tí còn đâu để thua cho na còn đâu để to xù hơn sang từ rồi thì sao mới tiết ta anh đang các bạn đứa nè chẳng từ thừa mất từ rồi thì sao nó mới chặt bị đạn cốc nè chặt bị đạn cốc chẳng chôn cục hỡi luôn sàn rồi vì thì sao đồng bây ơi hãy dừng mớ là nè đây cho phun thì nia kia nhưng tha pẹt cả đa hát sắp hát sắp chứ còn lơ nâng không nhưng tha bởi nè đây mình xa rập hiếp nè đây mình prom cho chanh hôn sai nâng dương phía rối nè tích chiêng nè đây cho chồ liền thế nhé còn là chồ bấp mình toàn bàn mán chanh mà thlol ấy cái chưa bịa nhu nhung bỏ hời na ấy na chè chanh mà à nó cả đá nó cái xua thả bụa nâng nẹ thật xê ớt đi con thật xảy nhê đi à bịa nâng kì thật xê ớt dương xa chơi hãy kì nâng thật cho bà cho dương xa con thật dương xảy nhê con là dương mó bàn chành nhỉ còn là dương xảy nhê thật tu à nâng tớ bàn chành nữa còn dương à nà à cái lấy kì thật xê ớt đó chành nhỉ chẳng mà nu mà nẹ kì tụi miên vì thi xa không cả hãy bà sân thì dương ớt thơ tam kế tiết kì miên à một trầy muối nó kì tàu lọc bì dự
អាមន្ត្រីហ្នឹងគេធ្វើដូចមិនមែនជាគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគេធ្វើដូចមិនមែនក្រុមអញ្ចឹងគេថាគេនិយាយថាអើអើយអាអូនអើយឯងទៅខ្វល់ស្អីឯងនៅក្នុងហ្នឹងឯងមានអីឯងអាចអីធ្វើឲ្យបានណានៅក្នុងគុកនឹងមានអីតស៊ូបានអញ្ចឹងឯងគាត់ទៅនេះឯងធ្វើមកចេញទៅក្នុងក្រៅគុកទៅឯងគាត់ណាណាទទួលកំហុសឯងចោះចូលគេប៉ុណ្ណឹងឯងចេញទៅឯងមានសេរីភាពឯងធ្វើអីបានក៏បានដែរឃើញទេអាហ្នឹងហើយល្បិចបាទល្បិចយើងវិធីសាស្ត្រគេគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៅតែទាញយើងទៅពួកកយើងឲ្យបានចោះចូលមួយគេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញចលនាការចោះចូលយើងថាអេគេថាអូមួយថ្ងៃគឺគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកនេះចោះចូលនេះចោះចូលនោះឥឡូវបើថាឯងខ្លាំងអាចោះចូលច្រើនណាស់អាបកាច់យកឯងមិនបោះឆ្នោតទៅមើលណាឯងបើកលំហសេរីភាពមើលមួយថ្ងៃចោះចូលហើយចោះចូលមហាអ៊ូមហាជីតូនជីតាចោះចូលឥឡូវឯងខ្លាំងឯងបើកសេរីភាពឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវមួយឯងឯងខ្លាំងឯងបើកជើងមេឃមើលដូចអាបងមិនទឹកមួយណាទេគាត់ខមិនមកថាអេពួកឯងខ្លាំងចូលស្រុកមើលយេអានេះបកាច់យកបើឯងនិយាយអញ្ចឹងមកឯងមិនទៅប្រាប់អាឪឯងនោះនោះអាសម្ដេចឪអាសម្ដេចពុកឯងនោះមិនក៏ប្រាប់ឲ្យវាបើកផ្លូវគេចូលទៅណាបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតទៅឯងនិយាយខ្លាំងម៉េចនិយាយយើងថាយើងខ្លាំងចូលមកឲ្យខ្លាំងនោះមានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាឲ្យយើងនឹងទៅហុចដៃគេវាយខ្នោះចូលគុកហើយថាខ្លាំងឯងអីអាឆ្កួតនេះណាខ្លាំងឲ្យយើងចូលទៅក្នុងប្រទេសហុចដៃឲ្យគេវាយខ្នោះចូលគុកអានឹងថាយើងខ្លាំងឆ្កួតមែនអាឆ្កួតណាខ្លាំងអីខ្លាំងប្រកួតបោះឆ្នោតណាប្រកួតឡើងរិញកីឡាករវាយគ្នាស្មើគ្នាអានឹងមកនិយាយខ្លាំងរួខាំងរួខ្លាំងរួខ្សោយបានចុះបើឯងឲ្យគេដៃតាទេឲ្យឲ្យឯងកំភ្លើងឯងខ្នោះដៃឲ្យមកវាយគេមកដាក់ចាប់គេដាក់គុកហ្វ្រីណាណាហើយថាឲ្យគេខ្លាំងយីចេះតែនិយាយទៅរួចនិយាយអត់ចេះខ្មាស់គេនិយាយអត់ចេះមុននឹងនិយាយយកគុកបាគិតផងណាខ្លាំងលុះត្រាតែប្រកួតប្រជែងស្មើគ្នាកលោស្មើគ្នាហាត់វាយដូចគ្នាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់អានឹងបានអ្នកឈ្នះមកគេហៅខ្លាំងហើយចុះបើឯងក៏ភ្លើងដាក់ស្រោះដូចស្អីអញ្ចឹងហើយមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដៃទៅទេហើយស្រែកថាខ្លួនឯងខ្លាំងណាហើយដូចបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបោះឆ្នោតលួចសលេងឆ្នោតគេណាហើយស្រែកថាខ្លួនឯងខ្លាំងបិទមិនអោយគេចូលរួមប្រកួតហើយស្រែកថាខ្លួនឯងខ្លាំងដែរយីយ៉ាប់មែនថាពេលខ្លះយីទ្រាំពួកនឹងមិនបានដែរហ្នឹងថានិយាយថាវាចង់តែនិយាយល្អល្អទេប៉ុន្តែតែនិយាយមកទៅតឹងទឹះដាក់ខ្លះដែរនឹងបាទចឹងអរគុណបងប្អូនសំប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំមើលសភាពការទាំងអស់គ្នាយ៉ាត់រុងក៏ចាំមើលដែរបងប្អូនថាថាហើយសនុំពរបងប្អូនថាពេលខ្លះក៏ប្រឆាំងអីពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអូសកគាត់ទម្លាក់អីចឹងយើងបាច់ប្រឆាំងហើយគាត់ចូលហើយបើថាគាត់ចង់ដើរផ្លូវថាអូគាត់ចង់ឲ្យតុលាការបរាំងអូសកគាត់ចូលគុកអីក៏ឲ្យគាត់ចូលទៅណាក៏ប្រឆាំងមួយគាត់អីស្របគាត់ខ្លះទៅហើយបើថាគាត់ចង់ងាប់អីចឹងទៅឲ្យគាត់ងាប់តាមសំណុំពរទៅកុំប្រឆាំងអីណាចឹងគាត់ថាយើងប្រឆាំងយើងមើលដែរណាបើថាហ៊ុនសែនចង់ងាប់ចង់ធ្លាក់នរោអីជូនតាមសំណើឲ្យគាត់ចោះនរោឲ្យគាត់ធ្លាក់នរោអីធ្លាក់ទៅណាមិនបាច់ប្រឆាំងមួយគាត់ទេ